con đường ta tự chọn. Có gì mà khó khăn đâu. Đi vào bước đường cùng, thời thế không thuận lòng người, nên trời xung ta xung, trời hạ ta hạ. Đời người ngắn ngủi, nên làm thì làm thôi. Thất bại không được sợ, đáng sợ nhất là lòng cũng bại.